bà tầm bóng thầm mà thì vì sắp gồm bóng ôn là lâu tù cầm bóng trọc bóng bóng tài chạp đầm thơ lửa bướn nâu bêl bực là chiếc kia ngô bằng chóp à. Hiện tại anh em đang test tốc độ vào buổi sáng ngày 24 à. Hiện tại chuẩn bị ha, có một chiếc ghe mới đang lên á, Precampu cũng đang lên luôn cả nhà. Chuẩn bị cả nhà. Chuẩn bị xuất phát ha. Rồi, bận chấp chuẩn bị đợi ghe này lui ra chút cho nó dễ tập á. Ở trăm mặt tuột lại nghe cái quần thoi tí coi sẽ là mà dáng mình tuột phí vùng nào khẳng mốc. Chập đâm vô châu Á này. Đầu về tập cuốn các bạn mà trình tiết đây đó, hiện tại là chụp cuốn cũng đang ra tập tiếp tục đó. Đó. Cũng là màu cam, áo màu cam men action than là po croch một croch áo hình trái po hút này chia tua cầm nang ngồi khang sọc mì xiên, sọc mì xiên men sọc tuột đây một cu còn một cái cờ mì xiên đây này water salon. Lão tu cũng bỏ cái bà thấy này ông tàu thằng cát à, là bọn con đang chăm mở tu cái bút tắc này. Đây là chiếc ghe ngô chùa bút tắc á. Lão tu cơ phụ tất cả tàu tu cơ phong trap cả lập mũi nha. Hiện tại thì ghe mà phụ tất cũng đầy xuống khăn đài à. Hiện tại đây bưng chóp cũng lên tiếp tục ha, chắc có lẽ chỉnh sửa gì thêm một chút nữa. Lão tu có phụ tất cả bạn làm mối nhé, tu có bằng tróc và bạn chôn kè thằng tần sai tích tiết. Hiện tại chùa phụ tất đang tiếp tục ha, xuống màng ngược nước ha.
Rồi, đang tăng tốc thử tốc độ ghe vào buổi sáng ha. Cái nhà mình xe bằng xuất phát ha. Đó, quả sôi nổi luôn ha. Mọi chủ quả đó nho đó. Nên chỉ qua một phút tức qua bóng trọc bà này cho lo kèn dạy với nha. Hiện tại anh em cũng tạm dừng dậm ha, là ông bốn gặp cũng ác chua xanh nia chỉ qua ta và bút tức vòn bóng tỏ và chỗ là cái anh say thế đó. Hiện tại anh em ăn lùi về phía sau á, biết có bơi nữa không, cái nhà mình chờ xem á, lộ ổn cái vùng tại bình thoại là bữa tuốt tóc hàng cõi quý chỉ mở mấy men xa là bọn thay mà xa tiết đến bọn thăm trang lệch chú đồng phố nhưng tu sân à tên ngọt nè. Lộ mới đang chuẩn bị ga cột một câu nọ thay mây. Nó có bay nó bản phun bạc nhạc là cho bản quyền. Rồng đỏ tung núp màu đang ra sông răng đó. Oh, ok, ông kho qua chưa anh, ông kho chưa thấy, còn ghe đó lỗ mới bơi chưa anh, lỗ mới đang cột từng câu. Điểm này là điểm tập kích các đội ghe chỉnh sửa cần câu. Bữa nay là ra ngày này muốn hết ghe rồi, ngày nắng màu ngày tới đó, chỉ một ngày tới ở chọn ở tu coi, ngày nắng thằng con thằng có liệu thằng cà mau ấy mò. Lộ mới đang cột một câu chưa có bơi. Thằng Long Lân bơi chưa? Chưa. Ngày mai bốc thăm. Ngày mai mới bốc thăm. Bốc thăm em trai. Ồ, chào em trai, bữa nay ra sớm hả? Dạ, bữa nay em ra từ 6 giờ giờ đó. Cơm nước gì chưa em trai? Sáng như là em ăn được có xôi. Ăn xôi cho nó chắc bụng chứ giờ chứ cơm nước chứ ăn không nổi nữa chứ. Đúng rồi, chỉ có xôi là ngon nhất. Xôi ngon nhất, no dai. Đây là bên Phan bên Vĩnh Châu. Tiếng 83.
bằng xa chưa xuống, bằng xa mặc tới bình trong. Chà, trời nắng à tiếng à. Cái nhà mình uống nước ly ha, lát tập trung quay để các đội ghe mạnh còn câu đó ha. Bây giờ cũng đây cho cái nhà mình tiện theo dõi bằng chân bằng thom bạc video xanh thì bật tiếp mình chụp ở đâm tàu video chụp đồng bộ nhưng tôi sẽ nào thấy mà lậu bằng phone khẳng cái là co lậu cầm phone tại hộp bay đây mình toàn cho đó hệ chỉ cần mong pin đọc hay bằng cho chân bằng thom bạc video tiện xanh chụp phôi bằng phone giờ ngày tham ấy nó sọc sợi còn tham ấy để chạm test nào thêm người bông thơm ọt quân này lắc nơi bông thơm sẽ quay tiếp tục cái này. Hiện tại thì cập nhật trước cho cái nhà mình tiện dễ theo dõi hơn. Cảm ơn cái nhà mình rất nhiều. Hiện tại thì ghe cũng chưa có tập, đang ăn cơm. Cảm ơn cái nhà mình nhiều ha, đang theo dõi đường lại. Nhà đông xong lại học bé biết chưa sợ đâu lành đây sợ đâu lành.